Chiều ngày 5 tháng 8, Đảng ủy và lãnh đạo Công an thành phố Hà Nội đã tổ chức trọng thể lễ tang theo nghi thức của lực lượng Công an nhân dân cho Thượng tá Đặng Anh Quân, Thượng úy Đỗ Đức Việt và Hạ sĩ Nguyễn Đình Phúc, đội phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an quận Cầu Giấy. Đại tá Phạm Thanh Hùng, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã công bố quyết định truy tặng huân chương chiến công hạng nhất của Chủ tịch nước, quyết định cấp bằng Tổ quốc ghi công của Thủ tướng Chính phủ, quyết định truy tặng bằng khen của Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cho Thượng tá Đặng Anh Quân, Thượng úy Đỗ Đức Việt, Hạ sĩ Nguyễn Đình Phúc và quyết định truy tặng huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cho Thượng úy Đỗ Đức Việt, Hạ sĩ Nguyễn Đình Phúc. Đến dự tang lễ của ba liệt sĩ có Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an cùng các Thứ trưởng Bộ Công an, lãnh đạo Công an Hà Nội, các đơn vị, gia đình, người thân, đồng đội của Thượng tá Đặng Anh Quân, Thượng úy Đỗ Đức Việt và Hạ sĩ Nguyễn Đình Phúc. Lễ viếng được cử hành trong không khí xúc động, thể hiện sự tiếc thương vô hạn. Linh cữu ba chiến sĩ được đặt tại vị trí trang trọng nhất, được phủ quốc kỳ và hoa tươi. Hòa trong đoàn người đến viếng không chỉ có người thân, bạn bè, đồng nghiệp mà còn có đông đảo người dân đến từ nhiều quận, huyện, dù không quen biết cũng có mặt tại nhà tang lễ để tiễn biệt các liệt sĩ. Lễ viếng và truy điệu kết thúc vào hồi 17 giờ, sau đó lực lượng chức năng dẫn đoàn di quan từ nhà tang lễ quốc gia đi đài hóa thân Hoàn Vũ.